Thưa quý vị, sáng nay, trước thêm khai mạc kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm thành phố. Dự lễ dâng hương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10. Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tự hào về truyền thống cách mạng anh dũng, kiên trung của mảnh đất và con người Đà Nẵng, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ hôm nay nguyện cống hiến sức mình, phát huy sức mạnh đồng thuận và sáng tạo, ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục đưa thành phố phát triển, góp phần vào sự nghiệp đổi mới và đi lên của đất nước.